Đây là những thiết kế lạ lùng nhất quả đất mà có thể bạn cho biết. Phần 74, đây là bản vẽ và ông thợ xây đã làm đúng 100% theo bản vẽ. Nhưng để lên được cái cầu thang chắc phải đu dây như người nhện. Ở bên Tây người ta không bao giờ dẫm lên cỏ, nên khi nào cổng mở thì mới đi qua được, còn không thì sẽ đứng chờ. Cái ống nhòm gắn cửa này không biết tác dụng để làm gì khi cái bên là nguyên một tấm kính trong suốt. Đây là khi chủ nhà yêu cầu thiết kế một cái tủ an toàn để giấu quỷ đen. Và đây là cái ly không dùng để uống nước nóng, hãy rửa tay cho thật sạch trước khi cầm cái quai. Cuối cùng là cái điện thoại công cộng thần thánh. Ở trên nó ghi chú là bấm 999 để gọi cảnh sát, nhưng mà số 456789 đi chơi rồi.